mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Kiểm Ca nha. Ngày mới thì chúc cả nhà nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe và đặc biệt là luôn thành công trong cuộc sống nha mọi người. Hôm nay thì lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người về một câu chuyện ở quê, câu chuyện đời thường chân thật. Thì hôm nay Kiểm Ca sẽ đi làm một cái phi vụ rất đặc biệt mà còn không thể thiếu một cái dụng cụ rất là quan trọng. Mời mọi người theo chân mình nha. Đó là đây. Mời mọi người theo chân mình nha. Mời mọi người ghé vô lựa mía, lựa mía, lựa mía. Mía nào ngon, mía nào không ngon. Mời ghé vô, ghé vô. Mía đây, mía đây. Ai ăn mía ghé lại quê mình nha. Hôm nay đi làm nhiệm vụ rất đặc biệt, đó là lựa mía, lựa coi cây nào mía nào ngon mang về nhà ăn chứ không có chuyện gì quan trọng chứ mọi người ơi. Nè nè, như mấy cây này được không? Cái này bà chồng mà đâu có xịt thuốc gì đâu, bởi vì nó có sâu phải không mà sao? Dạ. Lâu quá lâu rồi nên giờ lựa cái nào ngon con nói cái nào ngon rồi cái nào ngọt thôi. Cái nào ngọt chứ nó mà được thuốc thay sao hết. Sâu hả? Cái này mấy cái này được không ta? Cái này nó mập phù lù mà có sâu hả? Có sâu đó. Sâu thì mình bỏ khúc sâu ra. Chặt cây dưới cây trên nó được á. Hai cây này hai mà sao? Cây trên cũng có sâu nữa. Lại đi. Sâu mà bỏ khúc sâu ra. Nó mập được thôi. Mà ngọt phải không? Ngọt là được. Ô, giòn thấu luôn. Mía ngon thiệt á. Mình biết đã luôn nè. Đó. Ok luôn. Để đây điền lát mình quay lại mình chặt đọt mình lấy. Cái mía này nó ốm chưa? Nó ốm mà nó không có sâu. Ốm mà nó không sâu hả? Nó ngọt luôn ha. Rồi. Đâu không? Bẻ được luôn con mía này giòn nha. Chỉ cho. Mía này giờ ít ra chồng nè. Ít ra chồng á. Để mía nhiệt tình luôn mọi người ơi. Mời mọi người ăn mía với mình nha. Trời ơi. Hai cây rồi. Cái dao này để đẳng rồi. Thấy bẻ mía chuyên nghiệp không mọi người? Tán cây còn nửa cây. Tại vì tát hết nửa cây rồi. Wow, 3 cây luôn. 3 cây, 5 cây, 6 cây rồi, 6 rồi. 6 cây rồi đó. 6 cây thôi hả chị? 6 cây được rồi, nhiều quá chở không hết. Chặt khúc ra. Chặt khúc ra không đâu có nhiều. Vậy hả? À. Lấy thêm cây nữa đi. Cho 1 cây nữa đi. Cây này được nè. Nó sâu không? Không, mình lấy cây bự ở ngoài kia nó có con lóng sâu đó. Cây đầu tiên mà 6 chỉ ngoài trước á. Cây nào? Cây ở đầu hàng ngoài kia á. Đầu hàng ngoài kia. Đầu hàng ở đằng này nè. Lấy cây này được không? Cây này nó sâu có cái ngọn đó mà. Được không bộ? Được luôn ha. Cái này nè. Ra cây đầu hàng hả? Cái này dao lóng nè, nó ngon nè. Dao lóng hả?
Sao nó ốm quá à? Đó. Đủ lên. Nó gịch mạnh lên. Nó dữ dằn luôn. Gịch tới gốc luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình quay ra mình lấy cái dao mình chặt đọt, hay là mình mang ra ngoài kia mình chặt luôn đi. Mang ra ngoài loại chặt luôn, chặt luôn đi. Rồi chống nha. Ừ. Dễ chặt. Còn cây nữa đó. Cây này nãy bé tà lanh bé giỏi quá trời luôn, còn nửa cây tét hết nữa cây. Đi một vòng xong rồi mình thu hoạch được nhiêu mía nè mọi người. Đó. Bây giờ mình chặt đọt nha. Để cái đọt lên trồng không mà sao? Để thì để. Để đọt lên cho bà sáu trồng. Mỗi cái đọt nhỏ nhỏ này nè nó lên thành một cây mía mọi người. Đó. Tuyệt vời lắm. Cái này cái mình đơ đào đất mình chôn dưới này, cái này nó thẳng lên thành cây mía. Giờ mình giao cho nghề nghiệp. Rồi nhìn đống mía của mình đi mọi người, nhìn thấy thèm chưa? Mẹ cho khúc này luôn nè. Cho khúc này luôn hả? Ừ. Ờ, cho cái đọt luôn đi. Đó, ok luôn. Ừ. Tuyệt vời chứ mọi người. Con mía đó, nhìn thấy thèm chưa? Mía nhìn ngon, thấy ngon. Có nó hơi sâu cái cây nữa. Nhìn thấy thèm luôn. Ừ. Lát chút xíu mình lại đó mình ngồi ngay cầu khỉ mình gốc tại đám mình ăn mà mọi người ăn luôn nha. Ở nhà mang đống mía là cầu khỉ ăn với mình nha. Đây. Nặng quá nặng rồi mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gốc mía mà mọi người ăn nha. Ăn tại đám mía luôn để cảm giác nó như thế nào. Và ngồi dưới cái cầu khỉ kia để cho nó lạ, thấy nó độc nó lạ luôn nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách ăn mía ở tại quê của người miền Tây nha mọi người. Đây ngồi cầu khỉ ăn mía luôn. Giờ thử ăn lại giống hồi nhỏ không biết được không nữa. Để cái dầu tới để rớt cái dầu. Hồi đó ăn mía đâu có ấy đâu. Đâu có gốc mía đâu. Ở quê ăn mía xước không à. Mía ngọt quá mọi người ơi. Quá ngọt luôn à. Quá ngọt luôn. Mọi người á, ai mà gắn thiệt á, ăn giống mình vậy nha. Thấy mình quay clip chia sẻ trải nghiệm ở quê này á, phong cảnh miền quê thiên nhiên hữu tình á, ai mà gắn thật á, thấy xước mía giống mình. Còn gắn giả không khéo là ăn giống mình á. Nha khoa sẽ đợi mấy bạn nha. Mía quá ngọt mọi người ơi. Ở đây thì đất này á, thì bà Sáu mình phải trồng cỏ. Ở quê thì trồng cỏ nuôi bò. Bên cạnh đó chừa lại đây một phần nhỏ, hai hàng trồng để dành cho con cháu về ăn nha. Dư nữa thì bán cho người dân địa phương. Mà hai hàng này hết sức nhiều mía luôn mà các bạn ơi. Thu hoạch không dài được khoảng mấy trăm cây rồi đó, nhưng mà vẫn còn nhiều.
Mời mọi người ăn mía với mình nha. Quên đó, nãy giờ quên mời nó lần nào cũng gì. Hôm quay video ăn uống gì là thấy ngon, bắt đầu lo ăn liên tục không lo mời. Mời mọi người, mời đại gia đình ăn mía với mình nha, để trải nghiệm đi cầu khỉ và vừa đi vừa ăn luôn. Cầu khỉ miền Tây. Cầu khỉ này thì nhờ có tay vịn nên mình đi cũng dễ lắm mọi người. Ở dưới mình là ở quê, cuộc sống mình nông dân ở quê, cho nên mấy cái cầu khỉ này hồi nhỏ là mình đi hoài à. Bây giờ lớn rồi đi lại cũng không lạ lắm gì mấy đâu. Hồi nhỏ thì ở quê cũng buổi trưa thì cũng ra lúc 10 học lớp 5, lớp 6, 7 rồi dài lên. Nói chung là đại khái là cấp 2 trở xuống. Thì buổi trưa thì hay rủ mấy đứa trẻ trong xóm thì ra chặt mía rồi ăn. Ngon quá, mía ngọt quá. Chết mồ rồi. Mình ăn hình như mình cảm nhận mình mất hết cái răng à. Nói đùa nói cho vui thôi, cái răng còn nguyên à. Mấy cái răng đó là nó mất lâu lắm. Mía này rất là già luôn, mọng nước luôn nè. Bởi vì khi mà nó ra rồi nó già, cái da nó sậm màu luôn. Ăn vô nước mía này nè, nó búng phúng ra luôn á mọi người. Rất là ngon luôn. Cái này mà mình chặt ra đừng mắc mắc mình ướp lạnh đó, ăn càng tuyệt vời hơn. Cả nhà thân mến, thì tạm thời mình sẽ kết thúc video ở đây để mang cái bó mía này vô nhà. Chúc cả nhà luôn vui luôn khỏe và đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Kiểm Ca nha. Bye cả nhà nha, hẹn cả nhà video tiếp theo mình sẽ quay chia sẻ nhiều hơn về cái phong cảnh miền quê, câu chuyện đời thường chân thực nhất. Bye.